Chéo người thích ra phải lúc đấy thì nó bắt được vào đấy. Không, tất nhiên là có rồi. Không, tất nhiên là có. Rất an toàn. Bóng đánh lại sân. Tiếp tục đang điều chơi trên nhà 3. Một đội bóng đến với giải là một lần đầu tiên. Thanh Tâm đưa bóng ra ngoài. Điểm cho Huế đang phát triển 19-4. Huế kỹ thuật có sự thay đổi. Người 13
đồng ngũ phát từ 12 giờ đến trời. Đánh bóng không qua lưới.